Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tìm hiểu về một cái bánh của chúng ta không bị bong ra ngoài. Chiếc bánh nhá. Chiếc bánh này là một bữa ăn nhanh rất là tiện lợi mọi người ạ. Lúc nâng lên nâng xuống một cách dễ dàng. Thành phần của bánh, tên của bánh là Sala. Vỏ mềm như mây, nhân đơm thật đầy. Mình đã nhân kem sữa cho mọi người. Cái này một cái hình đội gương mặt ở đây cho nó thật là dễ thương. Thành phần của nó là bột mì, đường kính, nhân kem sữa, trứng gà, bơ thực vật, nước sạch, sữa bột, muối tinh, tinh bột bắp, chất làm ấm, đường, chất nhũ hóa, chất xử lý bột, chất bảo quản. Ui giời, sao mà nhiều chất thế. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu là hàm lượng glucid bé hơn hoặc bằng 35%, hàm lượng đường tổng hợp bé hơn hoặc bằng 8%, hàm lượng lipid bé hơn hoặc bằng 6%, hàm lượng protein bé hơn hoặc bằng 2%. Không sử dụng sản phẩm hết hạn. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản là sản phẩm chín ăn liền, bảo quản ở nhiệt độ thường, để nơi sạch sẽ, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Khối lượng của nó là 55g nha. Sản phẩm này là của công ty cổ phần bánh mứt kẹo Bảo Minh, khu công nghiệp Nam Thăng Long, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 12 hàng thang, 3 đường Hà Nội. Nếu được 2 bàn là được rồi, anh ngon lắm rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hello. Ngày sản xuất là ngày 26/6/2023, hạn sử dụng là 15 ngày nha các bạn. Giá thành của nó thì cũng rất là rẻ cho mọi người ạ. Các bạn có thể mua ở các đại lý gần nhà nha mọi người. Đây ạ. Đây là một món quà đặc biệt dành cho các bé trong và cái này các bạn có thể mua đặt hàng ở trên các sàn nhân kem sữa như mọi người. Bánh này thì thường mọi người được lựa chọn để sử dụng làm bữa sáng, bữa nhỡ hoặc là những cái bữa ăn nhanh rất là tiện. Sản phẩm này mọi người có thể mua ở tạp hóa, không chỉ có những cái loại như thế này mà nó còn có siêu thị, các loại khác nhau nữa. Các bạn cũng có thể lên chỗ nào cũng bán mọi người, có thể mua đặt hàng về và sử dụng để như một món quà. Cái sản phẩm mà bánh như thế này thì nó cũng có rất là nhiều loại mọi người, có loại bánh khác nhau, lẫn nhân khác nhau mọi người nhé. Giá tiền của nó cũng dao động từ 8-15 nghìn nha. Mọi người có thể lựa chọn cái nhân mà mình yêu thích này. Bánh mình yêu thích. Bánh này ăn kèm sữa. Sáng nay mọi người chờ gặp một chiếc bánh như thế này, một hộp sữa là có thể đủ chất để chúng mình làm việc cả nửa buổi rồi. Xin chào các bạn. Thank you.
trong chiếc bánh này là hình vuông nha mọi người. Đây là hình trong chiếc bánh này. Làm hai miếng bánh mì lát xếp lại ở giữa là có nhân kem nha. Ôi được chị. 55g. Yến giờ mà nhìn lại góc của anh Long là Yến nán. Sợ. Đi chị em mình đổi. Chị cũng hết video đây này. Video của mình đến đây kết thúc rồi mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà nha.